Hàng năm, trên thế giới có hàng trăm người chết trong các lễ hội do chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Tình trạng này ngày một gia tăng khi ngày càng có nhiều lễ hội, sự kiện được tổ chức ở khắp nơi, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người. Ở Việt Nam, may mắn là vẫn chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nhưng không vì thế mà nguy cơ này bị loại bỏ. Trong số 8.000 lễ hội được tổ chức hàng năm tại nước ta, không ít lễ hội không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều nơi vẫn diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nơi thu hút tới hàng trăm vạn lượt du khách mỗi năm. Tại khu vực trung tâm có tới hơn 400 hộ kinh doanh, bán đầy đủ các mặt hàng, thậm chí là nơi nghỉ trọ của không ít du khách. Tuy nhiên, đèn chiếu sáng đặt quá gần với trần nhà. Hệ thống dây dẫn điện ở đây không được đặt trong các ống nhựa chống cháy. Việc sử dụng củi lửa ở ngay tại khu vực có các vật liệu dễ cháy như gỗ, phông, bạt. Trong khi đó, các chủ kinh doanh lại khá chủ quan với những nguy cơ này. Từ xưa nay thì nó chưa có cái vấn đề để mà xảy ra cái chuyện cháy nổ cái gì cả. Mà nó đơn giản thì có trong nhà thì bọn em cũng rất là đảm bảo với dây dựa thì bọn em cũng quấn rất là đàng hoàng. Có cái những cái đoạn, ví dụ như thỉnh thoảng có dây thừa nhá, thì cái điều đó thì cái nhà tạm thời nó thì như thế thôi. Không thể là ví dụ như xây kiên cố thì bọn em có thể là lắp ổ nghiệp, ổ chìm, ổ nủi được. Đấy, như này thì bọn em thì cũng chịu thì có thể làm như này thôi, không thể là tránh được ở nơi nào cả kín đáo hết được. Ngay tại những quán ăn có vẻ như được đầu tư quy củ, bài bản hơn, thì hệ thống điện và việc sử dụng bếp ga, than cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cái phát triển về các cái kinh doanh dịch vụ, cái này thì có những lúc thì ban tổ chức kiểm soát được, nhưng có cái lúc ban tổ chức không kiểm soát được, thì là những cái chỗ đó là cũng hay có những cái bất cẩn. Và tôi cho rằng đánh giá là cái này là chúng ta phải làm thường xuyên, thế và cái lực lượng kiểm tra, thanh tra là chúng ta phải làm tốt cái này để quản lý tốt các cái hộ kinh doanh, thế rồi các cái cơ sở mà dịch vụ để mà đảm bảo tốt cái quy định chung, có quản lý như vậy thì nó mới triệt để được. Bên cạnh đó, phương tiện chữa cháy vốn được quy định đặt ở những nơi dễ thấy, dễ lấy, thì tại khu vực chùa Hương lại được cất trong kho. Lượng xăng trong máy bơm nước không còn đầy. Nhiều bình chữa cháy không còn khả năng sử dụng. Khu vực chùa Hương có tới 3 điểm trông giữ xe, chỉ có sức chứa 1.500 xe, nhưng có thời điểm lượng xe về khu vực này có thể lên tới 2.000 xe. Khoảng cách giữa các xe buộc phải rút ngắn lại, vì vậy khu vực này cũng có nguy cơ cháy nổ cao. Cùng với nguy cơ hỏa hoạn, việc chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp thường xuyên xảy ra tại khu vực lễ hội. Ở độ cao 1.068m, ba mặt là vực sâu, địa hình núi đá, dựng gần như thẳng đứng. Người ta vẫn xô đẩy, chen chân từng cm để làm lễ cầu may. Có ngày, chùa Đồng thuộc di tích Yên Tử đón trên hàng chục nghìn lượt người. Ai cũng muốn nán lại đây lâu hơn sau khi chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử, nên nơi đây thường xuyên xảy ra ùn tắc. Mọi chỗ đều ngã ba ngã bảy các thứ, đường xuống đường lên đều có biển chỉ dẫn. Thì với tôi là nghĩ là cũng là rất là bình thường thôi.
mọi người dân ở đây đi chùa chiền lễ hội đầu năm rồi cũng thiết thế thôi. Tất cả mọi người trong anh em trong bảo vệ trong bộ đội là có hướng dẫn thì là bà con có được biết được hướng di chuyển. Ở đây thì nói chung là trông thì thấy là có gặp khó khăn lắm, nhưng mà khi đi là đi đến đâu rồi có lối đi rất thoát rất tốt, mọi cái cảm thấy không khó khăn gì đâu. Trong điều kiện thời tiết sương mù, các biển cảnh báo cũng không còn nhiều giá trị. Diện tích chật hẹp, đường lên xuống gập ghềnh, việc thoát hiểm trong những sự cố nghiêm trọng là rất khó khăn. Trong cái quá trình tổ chức cái công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, nó là tập trung đông người. Mà nếu như cái tập trung đông người này mà không có cái sự quản lý chặt chẽ thì nó sinh ra các cái lộn xộn, và khi các sự cố xảy ra thì nó gây ra những cái hậu quả mà chúng ta cũng không thể lường trước được. Thống kê trên thế giới trong những năm qua, nguy cơ con người đối mặt với thảm họa dẫm đạp đã tăng lên rõ rệt. Điều này được lý giải là do ngày càng có nhiều lễ hội, sự kiện đông người được tổ chức. Thì ở một số lễ hội đầu năm hiện nay vẫn diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, quá tải người trong một khoảng không gian chật hẹp, địa hình núi dốc, có ít lối thoát hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với những hậu quả khó lường. Những sự cố xảy ra tại các sự kiện, lễ hội lớn thường dẫn đến những cái chết thương tâm của rất nhiều người. Nguyên nhân ở đây không phải là do sự cố, mà là do chính những người tham gia sự kiện do mất bình tĩnh gây ra. Tức là khi mà cái tình hình sự cố xảy ra thì phải hết sức bình tĩnh đấy, và tránh cái chen lấn, xô đẩy để tra đạp lên nhau đấy, để mà đảm bảo cái an toàn chung. Trong khi đó, các nhà tổ chức thường có những phương án dự phòng để xử lý kịp thời, để bảo vệ tính mạng người dân trước khi có hậu quả. Ví dụ như ban tổ chức lễ hội Yên Tử đã thành lập nhiều tổ cứu hộ tại các điểm Chùa Đồng, An Kỳ Sinh, Bảo Sái, Vân Tiêu, Hoa Yên. Bãi xe vừa làm công tác tuyên truyền, vừa tiến hành cứu hộ cứu nạn khi diễn ra sự cố. Tất cả các nhà chức trách luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án và mọi phương tiện, lực lượng để đối phó với các cái tình huống xấu có thể xảy ra. Nếu mọi người kiểm soát được cái sự sợ hãi ấy, thì chúng tôi cho rằng cái đám đông sẽ không có hoảng loạn, sẽ không có hỗn loạn và sẽ không có cái cảnh xô đẩy, chen lấn, dẫm đạp lên nhau. Lúc này chúng ta phải cần hết sức bình tĩnh, trật tự, thực hiện theo đúng chỉ dẫn của các cái lực lượng chức năng. Nếu làm được như thế thì chúng ta sẽ thoát hiểm được nhanh hơn và sẽ an toàn tính mạng cao hơn. Đặc biệt ở khu vực Chùa Đồng, sương mù giăng kín nên ngoài những bảng chỉ dẫn thoát hiểm thì lực lượng túc trực thường xuyên phải dùng loa nhắc nhở du khách. Các cái phương tiện phục vụ cho cứu hộ cứu nạn thì chúng tôi được trang bị như là dây thừng, dây dù đấy, để chúng tôi cho cứu hộ từ dưới vực sâu lên, và có cả võng, có cả cáng, và đồng thời là chúng tôi cũng có cái bố trí những cái lực lượng có thể là cõng di chuyển cứu hộ cứu nạn cho du khách rất là nhanh. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi cũng chưa có cái sự cố nào đáng tiếc xảy ra ở trên địa bàn tôi quản lý. Ban quản lý Yên Tử đã cắm các cái biển hướng dẫn khi có sự cố xảy ra để cho du khách di chuyển theo hướng dẫn của ban quản lý. Chúng tôi cũng đã dùng các cái hệ thống loa tay để hướng dẫn du khách di chuyển về các vị trí an toàn khi có sự cố xảy ra, và phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ ở trên địa bàn để thực hiện các công tác sơ cấp cứu được kịp thời. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay sân hành lễ rất đông, đầy khách từ từ đi vào.
và lễ vật, quý khách không được chen lấn xô đẩy. Sau đây là một số lưu ý khi xảy ra sự cố tại lễ hội. Hãy bình tĩnh để kiểm soát sự sợ hãi. Ngẩng cao đầu hơn để lấy thêm không khí. Xem xét những thông tin về sự cố, đó là loại sự cố cháy nổ hay sập đổ công trình. Quan sát xung quanh để tìm kiếm những nhân viên cứu hộ, nhân viên của ban tổ chức. Lưu ý đối với những sự cố như cháy nổ, khí độc, hãy quan sát hướng khói để xác định hướng đi cho mình là hướng ngược lại. Nếu bạn chắc chắn bị kẹt trong đám đông, thì đừng cố gắng đi ngược dòng người. Điều này làm bạn mất sức và có thể bị tấn công hoặc bị ngã, gây hậu quả nghiêm trọng. Bạn nên di chuyển cùng dòng người, hãy nương theo lực của dòng người, rồi tìm cơ hội thoát thân. Đặc biệt lưu ý, chỉ có bình tĩnh mới có thể giúp bạn bảo toàn tính mạng trong dòng người hoảng loạn, dẫm đạp lẫn nhau. Để tăng khả năng kiểm soát được sự sợ hãi và chuẩn bị tinh thần đối phó với sự cố, bạn nên chuẩn bị những bước sau khi tham gia một sự kiện lớn. Quyết định loại sự kiện bạn sẽ tham gia. Xem xét tình trạng của cơ thể. Nếu bạn đang bị hen suyễn, tim mạch hoặc đang có vấn đề về cơ, xương hay vết thương đang điều trị. Yếu tố quan trọng khi tham gia sự kiện là xem xét địa điểm tổ chức sự kiện. Là trong nhà hay ngoài trời? Nếu sự kiện tổ chức trong nhà thì nên chú ý ghi nhớ những lối thoát hiểm. Nếu sự kiện tổ chức ngoài trời thì bạn nên chú ý những địa điểm như tòa nhà, công viên, bãi đất trống, nơi bạn có thể thoát khỏi đám đông. Điều này có thể giúp bạn định hướng được lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Khi tham gia sự kiện, không nên mang theo vật sắc nhọn. Chúng có thể làm bạn bị thương khi chen lấn. Nên mang theo điện thoại và duy trì liên lạc với người thân khi bị kẹt trong đám đông. Không nên mang theo trẻ em để tham gia những sự kiện đông đúc.